Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay, Nhật An sẽ cùng giới thiệu quý vị những vấn đề liên quan đến kiến trúc và xây dựng nhà ở. Chúng ta đã luôn biết rằng một cái yếu tố rất quan trọng trong việc mà chúng ta phải xây dựng căn nhà đó chính là phần móng, đúng không nào? Và những cái loại móng quen thuộc mà Nhật An đã từng giới thiệu quý vị đó chính là có móng đơn nè, móng băng nè, móng bè nè và móng cọc. Và không biết là quý vị đã từng nghe qua đó chính là móng cọc khoan nhồi chưa ạ? Đây sẽ là một cái loại móng mà cũng được sử dụng cho một số căn nhà của Mark Home. Vì vậy ngày hôm nay hãy cùng với Nhật An tìm hiểu xem những kiến thức liên quan đến móng cọc khoan nhồi nhé. Và đầu tiên thì để mà chúng ta hiểu rõ về bất kỳ một cái vấn đề gì thì chúng ta cũng phải nắm được đó chính là định nghĩa của nó. Chúng ta sẽ đến mục số 1, đó là cọc khoan nhồi là gì. Cọc khoan nhồi là một loại cọc bê tông cốt thép được đổ tại chỗ trong các lỗ trên nền đất. Việc tạo ra các lỗ khoan này có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp như là đào thủ công, hiện đại hơn có thể sử dụng các loại máy khoan hoặc ống thiết bị để tạo lỗ. Hay nói cách khác, khoan cọc nhồi là một loại cọc móng sâu với đường kính cọc phổ biến trong khoảng từ 60 đến 300cm tùy thuộc vào từng yêu cầu của công trình. Đường kính cọc dưới 80cm được xem là cọc nhỏ, còn cọc có đường kính trên 80cm sẽ được quy ước thuộc loại cọc lớn. Xuất hiện đã khá lâu, nhưng cọc khoan nhồi chỉ mới được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng khoảng 10 năm trở lại đây. Cùng với công cụ hỗ trợ đắc lực là máy móc thiết bị hiện đại, việc thi công cọc khoan nhồi ở nhiều độ sâu và đường kính ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Hiện cọc khoan nhồi đang là một trong những giải pháp thi công móng cọc được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng với mục đích gia cố và giữ ổn định cho công trình. Qua quá trình thi công và đánh giá, phương pháp cọc khoan nhồi sẽ có một số những ưu và nhược điểm. Vậy thì chúng ta cũng nắm được rồi, đó chính là cọc khoan nhồi chúng đó sẽ là những cái loại cọc mà chúng ta đổ tại chỗ trong các lỗ trên nền đất nhé. Ví dụ những cái cọc khác thì chúng ta biết như cọc tre hay thế nào đó là một cái loại cọc khác hoàn toàn so với cọc khoan nhồi. Vậy thì cái loại cọc khoan nhồi này sẽ có ưu và nhược điểm như thế nào đây? Hãy cùng Nhật An tìm hiểu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với ưu điểm. Giải pháp thi công cọc khoan nhồi được đánh giá cao bởi sở hữu nhiều ưu điểm mà những loại cọc khác không có. Trong đó có thể chia thành hai ưu điểm chính là về mặt kết cấu và thi công. Tức là về ưu điểm của cọc khoan nhồi chúng ta có thể chia làm hai loại để mà chúng ta có thể phân tích. Đầu tiên sẽ là ưu điểm về mặt kết cấu. Thi công cọc khoan nhồi có khả năng chịu tải trọng tốt hơn 1-2 lần so với các phương pháp khác. Giải pháp này cho phép tạo ra những loại cọc có đường kính và độ sâu linh hoạt và lớn hơn. Cọc khoan nhồi có thể thực hiện được ở những lớp đất cứng, đá cứng, nơi mà cọc đóng không đạt tới được. Tối ưu chi phí và nhân công thi công trên nhiều loại địa hình, nền đất có địa tầng thay đổi phức tạp. Độ chấn dung khi thi công nhỏ, nhờ đó hạn chế tình trạng đẩy cọc chắn và trồi đất xung quanh sang hai bên, không làm ảnh hưởng nhiều đến các công trình liền kề. Sức chịu tải ngang của cọc khoan nhồi rất lớn, tăng độ vững chắc cho móng và khả năng chịu lực của công trình. Vì thi công cọc khoan nhồi sẽ đổ bê tông liền khối, không cần phải hàn nối như cọc đóng, nên khả năng chịu lực và độ bền ổn định hơn. Phải nói là xét riêng về mặt kết cấu rồi quý vị thấy là nó rất là nhiều những ưu điểm rồi. Vậy thì về mặt thi công nó sẽ có những ưu điểm như thế nào đây? Giải pháp cọc khoan nhồi có thể tận dụng tối đa khả năng làm việc của vật liệu, nên giảm đáng kể số lượng cọc trong móng, nhờ đó giảm chi phí xây dựng công trình ở phần móng khoảng 20-30%. Cọc khoan nhồi có thể thi công ở những khu vực dân cư đông đúc, địa hình khó thi công như các công trình xây dựng sát nhau, nhà ở trong ngõ, hẻm, địa hình chật hẹp.
Với sự trợ giúp từ máy móc hiện đại, thì công cọc khoan nhồi sẽ đảm bảo chính xác để phương thẳng đứng cao và tốt hơn các công nghệ ép cọc khác. Lược bớt được công đoạn đúc cọc sẵn, nhờ đó tiết kiệm chi phí và thời gian cho công tác vận chuyển và xây dựng kho bãi ván khuôn, hạn chế được tiếng ồn và tác động đến môi trường xung quanh trong quá trình thi công. Trong những cái ưu điểm này thì cái ưu điểm mà An chú ý đến đó chính là chúng ta có thể thi công ở những khu vực dân cư đông đúc nè, địa hình khó thi công như những công trình san sát nhau nhà trong ngõ hẻm và hạn chế được tiếng ồn. Cái điều này nó sẽ giúp ích chúng ta nếu mình ta xây dựng những căn nhà lô phố, những căn nhà ống quý vị. Bởi vì khi chúng ta xây dựng căn nhà nó rất gần với những căn nhà xung quanh, cho nên cái việc mà lựa chọn cái loại móng như thế nào để phù hợp cũng là phải tính toán nhé. Bởi vì không khéo là sẽ ảnh hưởng đến nhà xung quanh. Thì trong trường hợp đó lựa chọn cọc khoan nhồi sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Vậy thì rất là nhiều những ưu điểm như vậy, thì cọc khoan nhồi có khuyết điểm hay không? Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ đến mục số 3, đó chính là nhược điểm. Tuy nhiên, giải pháp cọc khoan nhồi vẫn tồn tại một số nhược điểm như: nếu không khảo sát kỹ và không đảm bảo tiến độ, hiệu quả quá trình thiết kế, thi công có thể xảy ra một số vấn đề là co thắt, hẹp cục bộ thân cọc, thay đổi tiết diện cọc khoan, bê tông bị rửa trôi. Quá trình khoan cọc nhồi và các bước thi công phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhất là mùa mưa bão, bởi công trình thi công thường hoàn toàn ngoài trời. Vào mùa mưa bão, công trình cũng dễ bị úng nước, làm tăng chi phí phát sinh, hao tốn thời gian và tài nguyên cho công tác thí nghiệm cọc. Vậy với những đặc điểm tổng quan trên thì cọc khoan nhồi chúng ta sẽ nên lựa chọn như thế nào? Thì nếu cái điều này em thấy là nó sẽ có hai cái ý chính quý vị phải để ý. Thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo tiến độ và khảo sát kỹ. Cái điều này nó tùy thuộc vào cái người gọi là kiểm tra công trình ha. Giống như là chúng ta phải quan sát liên tục và chúng ta phải xem là tiến độ công trình như thế nào. Và thứ hai là liên quan đến thời tiết. Vào mùa mưa bão thì cái điều này đôi khi nó cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mà thật sự chúng ta vẫn có thể tính toán dựa trên thời tiết lúc đó. Chúng ta có thể tham khảo dự báo thời tiết chẳng hạn. Thì chúng ta cũng thể giải quyết được vấn đề này. Chúng ta sẽ đến mục số 4, đó chính là máy móc thiết bị để thi công cọc khoan nhồi. Trải qua nhiều năm ứng dụng trong xây dựng, giải pháp thi công cọc khoan nhồi ngày càng được các chủ dự án ưu tiên lựa chọn cho các công trình. Vì vậy mà các máy móc thiết bị phục vụ công việc thi công cũng ngày càng nhiều và hiện đại hơn. Trong đó phổ biến quan trọng nhất là máy khoan và các thiết bị hỗ trợ công tác khoan hố như mũi khoan xoắn với nhiều đường kính khác nhau, gầu khoan, búa đập đá, máy tách cát, bơm betonite giúp ổn định thành vách hố trong quá trình thi công cọc khoan nhồi. Vậy thì với cọc khoan nhồi rất là nhiều ưu điểm như vậy thì sẽ được ứng dụng như thế nào đây? Hãy cùng nhận em đến mục số 5, đó chính là ứng dụng. Sở hữu nhiều ưu thế đặc biệt, cọc khoan nhồi được sử dụng phổ biến trong xây dựng với ứng dụng cụ thể như công trình xây dựng dân dụng, nhà ở, công trình xây dựng trung và cao tầng, công trình xây dựng công nghiệp có kết cấu và tải trọng lớn như là nhà xưởng, nhà máy, các công trình cầu cảng, cầu vượt sông, cầu vượt biển, cảng sông, cảng biển. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến mục số 6 là quy trình thi công cọc khoan nhồi. Quy trình thi công cọc nhà dân sẽ gồm các bước như sau. Thứ nhất là công tác định vị tìm cọc, tiếp theo là hạ ống chống ca sinh, khoan tạo lỗ, kiểm tra địa tầng và kiểm tra độ sâu, lấy phôi khoan, công tác cốt thép và thả ống đổ, công tác thổi rửa đáy hố khoan, đổ bê tông và tháo ống đổ bê tông. Và để trước khi mà kết thúc chia sẻ về cọc khoan nhồi ngày hôm nay thì Nhật An sẽ mời quý vị xem qua một mẫu nhà mà Mark Home tôi thiết kế và lựa chọn cọc khoan nhồi để chúng ta thực hiện phần móng của công trình nhé. Ở đây thì An sẽ giới thiệu quý vị đó chính là mẫu nhà của bác Thủy ở Lê Chân. Với công trình này thì quý vị có thể thấy rất rõ là đây là một dạng nhà ống, nhà lô phố hiện đại 3 tầng. Và thiết kế bên ngoài của nó thì quý vị có thể là phong cách hiện đại rất là rõ nét nhé. Chúng tôi sẽ ốp gạch granite nè, ốp gạch inox nè, kèm theo đó là gạch giả gỗ. Và công trình này là công trình nhà lô phố cho nên là hai bên quý vị thấy là rất gần với những căn nhà lân cận. Và do đó như là lúc nãy nhất em chia sẻ trong ưu điểm của cọc khoan nhồi là gì ạ? Đó chính là nó sẽ có thể sử dụng được cho những khu vực dân cư đông đúc, địa hình khó thi công như các công trình xây dựng san sát nhau. Rồi hạn chế được tiếng ồn tác động đến môi trường xung quanh. Cho nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn cọc khoan nhồi cho căn nhà của bác Thủy ở đây là cực kỳ hợp lý. Quý vị có thể xem qua hồ sơ kết cấu của công trình, quý vị sẽ thấy đây là chúng tôi sử dụng là móng cọc khoan nhồi đường kính 400mm. Đây là sự lựa chọn có sự tính toán dựa theo địa chất, tải trọng công trình cũng như là địa hình xung quanh từ kiến trúc sư của Mark Home nhé.
Vậy thì Nhật An vừa giới thiệu quý vị những vấn đề liên quan đến cọc hoang nhồi. Hy vọng rằng đây là những thông tin bổ ích. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắc Hôm những số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.